dấu hiệu lão hóa. Tiếp theo, một sản phẩm cực kỳ là hay ho nữa, đó chính là kem dưỡng da hai ngăn. Đó, nghe đến cái sản phẩm này đã thấy rất là lạ rồi đây này. Mọi người thấy nhá, chúng ta sẽ có hai cái ngăn như thế này được chia ra một cách rõ rệt ở trong cùng một hũ kem. Tại sao phải chia làm hai ngăn? Bởi vì nó có hai cái tác dụng khác nhau. Thứ nhất là một ngăn á, là chuyên dành cho những cái dòng da mà đã bị nhăn nheo chảy xệ. Nó sẽ làm cho da của chúng ta nó căng mịn hơn, nó đẩy lùi tất cả những cái dấu hiệu lão hóa, và đặc biệt là ở những cái vùng da mà đã bị nhăn, ví dụ như là ở vùng mắt này hay là khóe miệng. Chúng ta sẽ thấy là sau 7 tới 10 ngày thôi là làn da của chúng ta nó đã căng hơn và nó đã mờ đi được rất là nhiều những cái nếp nhăn rồi. Và còn ngăn bên cạnh thì là giúp làm cho chúng ta dưỡng ẩm và giúp làn da của chúng ta nó căng bóng, nó mướt như là da của các cô diễn viên Hàn Quốc ấy. Đấy, Huyền thì thường là Huyền sẽ mix hai cái ngăn này lại để tạo thành một cái hỗn hợp là vừa chống lão hóa này, chống nếp nhăn và còn giúp nâng cơ. Đó, cái nâng cơ này rất là hay nhá các bạn nhá. Khi mà da của chúng ta mà từ cái độ tuổi mà khoảng gần 40 tuổi như Huyền á, là da đã bắt đầu có cái dấu hiệu trùng nhão, thì chúng ta sử dụng cái hỗn hợp kem này, da nó sẽ được căng hơn, nó nâng cơ lên, giúp cho khuôn mặt của chúng ta trở nên trẻ trung hơn rất là nhiều. Và thêm vào đó nữa là có tác dụng nó giúp dưỡng ẩm, nên da lúc nào nhìn nó cũng căng mướt giống như là có nước ở trong da ấy. Và chính vì vậy nên là làn da của mình thì mình rất là tự tin. Bây giờ đã gần 40 tuổi rồi nhưng mà làn da của Huyền tuy là phải trang điểm rất là nhiều này, rồi làm việc rất là nhiều dưới ánh nắng mặt trời, nhưng làn da của mình vẫn được bảo vệ và vẫn được chăm sóc một cách hoàn hảo nhất nhờ có cái kem dưỡng da hai ngăn này của The Beautiful Fact. Đây cũng là một trong những cái sản phẩm mà cực kỳ được yêu thích, gọi là best seller. Đây là các chị em nhất định phải trải nghiệm qua cái dòng kem này nhá. Có một cái sản phẩm mà Huyền khuyên tất cả các chị em lúc nào cũng phải sử dụng, kể cả các chị em trang điểm hay là không trang điểm thì chúng ta vẫn phải sử dụng em này. Đó chính là sữa chống nắng. Sữa chống nắng thì nghe có vẻ rất là lạ, bởi vì mọi người thì rất là quen với cái khái niệm là sử dụng những cái sản phẩm được gọi là kem chống nắng. Nhưng tại sao mà Huyền lại thích cái sữa chống nắng này hơn? Bởi vì được bào chế dưới dạng sữa nên là nó thẩm thấu rất là nhanh khi mà chúng ta sử dụng. Đây, mọi người có thể thấy nhá, khi mà chúng ta thoa lên da,